Thưa quý thầy cô, hôm nay là buổi học đầu tiên của cái môn Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Tôi sẽ giải thích cái lý do tại sao mà các khóa khác nó ta học là 4 tuần mà quý vị mới học giờ đầu. Thứ nhất, cái lý do nó có một chút kỹ thuật là cái môn này ấy, là môn tôi dạy 3 khóa rồi. Tuy nhiên kỳ này thầy Nhật Tư muốn dạy sinh viên của khóa triết, để là vì thầy là khóa trưởng nên thầy có đề xuất với tôi, đề nghị với tôi là để thầy dạy, tôi cũng hoan hỷ để thầy dạy. Nhưng mà khi nhận xong một thời gian thì thầy lại không khỏe, cái cổ nó đau, thầy lại điện thoại cho tôi cách đây được khoảng 10 hôm, thầy nói bây giờ tôi đau cổ và không dạy được, thành nên nhờ thượng tọa dạy giúp được không. Thật sự ra thì sức khỏe tôi cũng không tốt lắm. Vì lý do đó mà hai học kỳ vừa rồi tôi không hề dạy bất cứ lớp nào. Và vừa rồi cũng có một cái môn Nguyên Thủy và Đại Thừa của khoa Hoằng Pháp mà cũng là tôi dạy. Tuy nhiên kỳ vừa rồi tôi từ chối, tôi không dạy, tôi nói tôi không đủ sức khỏe. Thì giao cho một thầy khác dạy, thì tôi có dư lớp cái chương trình đó thì tôi cảm thấy hơi lo. Tôi không nói hay giờ, nhưng mà tôi cảm thấy hơi lo bởi vì cái nội dung mà giáo án tôi soạn thì được dùng để dạy, nhưng mà tôi có dự giờ 1-2 buổi thì tôi không thỏa mãn lắm. Cho nên khi thượng tọa Nhật Từ đề xuất lại dạy, tôi định giao cho các vị giảng dạy, nhưng mà tôi lại lo, cho nên tôi phải lên dạy các vị. Cái điều mà làm cho tôi hơi lo lắng hơn đó là sinh viên của học viện mà nghe đến tên tôi thì như ai cũng cảm thấy nổi sốt, phải không? Phải không? Nổi sốt. Đó là cái điều mà không biết vì sao. Thôi thì cái lý do thì mình nói là dù không nói thì mình cũng hiểu, phải không nào? Ai cũng hiểu, chỉ có mình tôi không hiểu hả? Để không sao, quý vị đã học đến cái cử nhân Phật học. Cái quan trọng nhất của quý vị ở đây không phải là cái bằng cử nhân Phật học, dĩ nhiên nó là cái mục tiêu quý vị nhận đến. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó là quý vị có cái gì sau khi lấy cái đó. Vì sau khi mà quý vị có cái đó mà không có cái gì để mà sử dụng, nó là trở thành gánh nặng với quý vị. Nó trở thành cái để người ta đàm tiếu quý vị. Nhiều người lấy tiến sĩ cử nhân Phật, thạc sĩ Phật học về, và chính những cái đó hiện tại đang làm khổ những người không hề học, không có kiến thức. Tôi nói đây là cái điều mà rất nhiều các vị ni trưởng, ni sư, các thượng tọa đã phản ánh với chúng tôi về chuyện này. Và đây là nỗi lo. Và tôi là đặc trách về đào tạo, cho nên cái chuyện học tập đối với tôi là cực kỳ quan trọng. Thành điều thứ nhất, tôi yêu cầu quý thầy cô đi học, bao giờ tôi để cho quý vị lên trường 5 phút. Và tôi không bao giờ đến trường mà trễ hơn quý vị. Đó là nguyên tắc của tôi. Nếu như tôi trễ thì tôi sẽ báo cho lớp biết rằng là lý do tôi trễ, hoặc tôi không học, tôi không dạy, tôi sẽ báo trước một vài ngày để quý vị không có kiểu mà lên đây không có giảng viên mà về. Và tôi dạy ở đây là 10-20 năm, chưa bao giờ mà học viên nào, cái lớp nào bỏ lớp của tôi mà không có lý do. Chưa bao giờ tôi để lớp trống, và chưa bao giờ tôi nhờ ai dạy giúp cho tôi một buổi. Đó là nguyên tắc của tôi. Thì với cái nguyên tắc đó để làm gì? Để là bảo đảm cái chương trình giảng dạy của tôi đối với quý thầy cô. Và tôi tôn trọng quý vị, cho nên tôi cũng cái nguyên tắc đầu tiên, người thầy giáo đó là tôn trọng học trò. Và ngược lại, cái tương tác học trò phải tôn trọng thầy giáo, đúng không? Thành ra đầu tiên thì đấy, tôi xin thưa quý thầy cô là nếu như giờ mình học á, thì quý thầy cô nên đi đúng giờ. Và trong lúc học, cái thật sự ra đó, thì học giờ tôi mà những cái khóa đầu á, thì tôi không cần điểm danh, ai muốn nghỉ tôi cho nghỉ giả. Ai muốn đến học, học, nhưng mà học đàng hoàng, đã vào học thì học, không học thì cứ ở ngoài uống cà phê. Mà vài bữa thi rồi tôi được hỏi lý do. Vậy thôi. Như môn tôi học. Cái điều thứ hai là tôi muốn biết là khóa triết năm nay là bao nhiêu vị? Bao nhiêu tăng ni sinh? 156. Trong này có khóa Bali không? 136. Khóa Bali bao nhiêu? 25 vị. Như vậy là 161 người, đúng không? 161 người. Và cái môn này tương đối khá khó. Môn này môn tư tưởng. Mà cái môn này là cái môn, đây là triết mà. Các vị là triết gia, phải không? Triết gia, thành ra mình phải tư duy cái kiểu triết gia, nha.
À, môn này là cái môn bây giờ là nó đầu tiên á, tôi dạy các khóa thì các khóa đều đầu tiên thì họ hơi lo, nhưng mà cuối cùng thì họ lại cảm ơn vì lý do họ đề xuất với chúng tôi là môn này nên đưa vào trong chương trình đại cương. Vì cái môn này là cái môn mà đề xuất là tất cả học sinh của Phật học đều phải học. Và vừa rồi thì qua kỳ họp vừa rồi thì chương trình cái môn này đã được đưa vào đại cương. Chỉ riêng khoảng 10 sẽ học cái môn này. Và khoảng 11 con học cũng sẽ đưa vào đại cương, tôi không biết ạ. Cho nói như vậy để quý thầy cô biết cái môn này là cực kỳ quan trọng. Và nói cho quý thầy cô một cái kiến thức. Và sau này quý thầy cô đi giảng dạy hay tu học á, nó là cái nền tảng. À, những cái mà tôi cung cấp cho quý thầy cô, sắp sửa cung cấp cho quý thầy cô chỉ là những cái ý gạch đầu dòng. Và khi tôi giảng đó là vấn đề mà quý thầy cô cần phải viết. Viết xong rồi tôi sẽ không hỏi ngoài những điều mà tôi nói. Và tôi đánh giá cao những ai mà viết sáng tạo, những ai mà nói được cái riêng của mình, những ai mà có những cái có thể gọi là phạt ba cái của tôi đánh giá rất cao. Đừng lo, học về tôi là không có từ trước. À, như vậy là chúng ta học tuần đầu mà hết tuần này quý thầy cô nghỉ ra phải không nào? Thì bằng mọi giá quý thầy cô phải học cho đủ 6 buổi, 6 buổi tức là 24 tiết mới thi. Vậy thì quý thầy cô khi nghỉ tết xong thì bố chỉ còn 2 tuần nữa mới thi. Như vậy trong 2 tuần đó mình sẽ học 5 buổi, 5 buổi là 20 tiết, không có lý do gì mà chúng ta không học. Nếu quý thầy cô không muốn thi thì quý thầy cô mà không đủ tiết thì không thi được. Thì dù cái môn anh văn Phật pháp cũng vậy, anh văn Phật pháp là cả em là thiếu 2 buổi, tôi đã dạy bù 1 buổi, còn 1 buổi nữa thì định ngày mai dạy, mà tôi chưa biết rằng là ngày mai dạy được không. Ngày 1 mình đã tất niên là phải không nào? Tuy nhiên quý thầy cô xem thử là mình có thể bây giờ buổi sáng quý thầy cô học, buổi chiều mình học bù được không. Quý thầy cô phải chọn cái giờ của Bali với là của Triết á, mà nó cái buổi chiều mình học buổi chiều là quý thầy cô sẽ không bị kẹt ngày, không kẹt giờ, đúng không? Và tôi sẽ hỏi văn vòng là bố trí phòng cho chúng ta học. Và chúng ta học cho đủ tiết, chứ không phải là học chơi. Bởi vì là học mà không đủ tiết tôi sẽ không cho thi. Và tôi là nắm cái cương đào tạo cho nên tôi rất là nghiêm túc. Cái môn này là cái môn mà gọi là nguyên thủy và đại thừa. Và cái nội dung môn thì chúng ta sẽ học là gồm những điều chúng tôi hôm nay đã nói một chút. Môn này là môn bắt buộc của khoa Triết. Bây giờ ta đi thẳng thẳng vào cái môn học. Môn học này 44 tiết và tôi sẽ dạy 44 tiết. À, quý thầy cô học 44 tiết và chúng ta sẽ thi. Và môn học này gồm có là những chủ đề sau này. Thứ nhất, nội dung chính chúng ta sẽ tập trung vào khi mà giải thích về Phật giáo ra đời. Chúng ta không nói theo cái gọi là không giới thiệu Phật giáo như là một cái tôn giáo, như là một cái sự kiện mà tất yếu, hoặc giống như là mặc khải vân vân, mà ở đây là chúng ta sẽ tìm hiểu cái bối cảnh văn hóa chính trị tôn giáo thời tiền Phật giáo, tức là trước khi Phật giáo ra đời thì cái xã hội Ấn Độ nó đã làm sao, và cái động cơ như thế nào để đưa được Phật giáo ra đời, nguyên nhân đưa đến sự Phật giáo ra đời, vì tất cả cái đó là cái nguyên nhân. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đi vào trong cái những cái tinh thần đặc thù của Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo bộ phái và Phật giáo đại thừa, và những cái đóng góp tư tưởng của qua cái 3 cái hệ phái này. Đây là cái chủ đề thứ hai chúng ta sẽ học. Cái chủ đề thứ ba, cái chủ đề này chúng ta đi rất nhanh, đó là cái hệ thống văn điển của Phật giáo. Văn điển Phật giáo là chúng ta có 3 cái hệ thống văn điển, đó là hệ thống của Kinh Tạng Nikaya, tức là Kinh Tạng Bali. Hệ thống thứ hai là cái hệ thống kinh tạng Phật giáo bộ phái, và cái hệ thống thứ ba là Kinh Tạng Phật giáo đại thừa. Và trong 3 hệ thống này thì kinh tạng khó nhất, đó là kinh tạng đại thừa. Lý do không phải là bởi vì tư tưởng, không phải bởi vì là những cái triết học, mà bởi vì cái lịch sử của kinh điển đại thừa nó rất là không rõ ràng. Và vì cái niên đại đó đều kinh điển đại thừa và còn nhiều cái gọi là nhiều cái ý kiến, cho nên đây là cái phần khó. Cái này chúng ta sẽ học, cũng sẽ vượt qua một chút.